My hands are a little sweaty. I've been kind of moving around. And then I want like a trim on them. Yeah. How long are you going with this one? 3 weeks? Oh, over a month, but that's good though. Over a month? Yeah, yeah, it's over a month. Wow. I got them done before the 4th of July. 4th of July. I was telling Tom that I had went to a place in Austin to go get my nails done. Those nails, I kid you not, did not even last me, not even 2 weeks. Probably just the product they use, maybe. I will never go back there again. Ông rê mà mỏng như tự nhiên hả? Ông rê mỏng tự nhiên là sao em không hiểu? Nếu mà móng dài cửa này mà mình làm mỏng nó gãy thì sao em? Cái này mình có cái đầu dũa này mình phá rất là lẹ nha, thấy không? Thấy lẹ không? Anh chị em nào không biết dũa nhớ vào coi nha, coi mua về để mình dũa nè, thấy không? Nó rất là lẹ nha. Mình muốn dũa nó, mình đừng có dũa nó hết xuống hết, mà dũa 70 thôi rồi mình quay lại mình dũa lần nữa. Nha, đầu dũa này là đầu dũa màu xanh dương. Cô khách này đi một hơn một tháng rồi nè. Hôm qua ăn barbecue, hôm nay có còn là kiếm chuyện nha. Ăn barbecue là hôm nay phải ăn thịt gà hả? Hôm nay phải đi ăn đồ Thái hả? Mình mở mấy cái máy lớn lên nha, mình chạy ha, mình mở cái máy lớn lên. Cái này nó không có nóng tay khách đâu sợ. Đó, mình làm 70% nè, thấy không? Mình bào nó xuống nè, xí. Ok. Làm móng ngắn ấy anh ạ, à. Móng dài cũng không được dày quá, chỉ hơi dày thôi. Thì đúng rồi, mình làm cũng đâu có dày lắm em, đừng có nên dày quá nó trở lại phiêu cực lắm. Thế anh làm không, muốn dài đâu có dày lắm đâu, nè anh bào chút xíu là xong à. Để khi mình trở lại anh thấy không, nó bào nó lẹ nè. Ok, nhớ nha, đừng có làm dày quá, làm mỏng thì có cách nào để tí nữa. Thì anh làm đâu có dày đâu. Móng này cô này đi hơn một tháng rồi đó. Không nhớ bào không, bào xuống một bào lần thứ hai, nhớ được cái bào hết một ngón mà mình bào một từ từ xuống vậy đó, mình bào một năm ngón xong mình quay lại mình bào một lần nữa là nó ra luôn là hết là xong.
hỏi chi vậy? Coi bộ neo đi, hỏi chi, ăn cái gì? Ăn lựu đạn à, tối nay ăn lựu đạn nha. Tối nay ăn cái gì, live stream tiếp. Thấy không, mình vào rất là lẹ ha, bộ có cái đầu dũa này rất là lợi hại, móng dày cỡ nào mình phá cũng được hết. Thấy không, mua đầu dũa này về xài nha, 30 đô na, chỉ có 30 đồng thôi là mình làm rất là lẹ. Ok, xong một bàn rồi. Thấy không, nó đi một tháng rồi vẫn còn y nguyên bóng lưỡng. Thế còn móng ngắn thì có cách gì không anh? Móng ngắn thì sao em, móng ngắn em vẫn làm ombre được mà em, đâu có cách nào là cách nào mà làm không được. Mình làm ombre là móng ngắn dài mình làm cũng được hết chứ. Mình bào 70%, ok, thấy không? Nè, mình bào nó văng ra hết à. Thấy không? Hỏi mới có nhiều anh chị em nào hỏi là làm phiêu như thế nào. Thì đó, làm phiêu nè. Đây là phá bột rất là lẹ, xong mình làm phiêu lại nè. Thấy không? Đây là có cách để mình làm bột phiêu lại đó, cho nó lẹ. Ok, mua cái đầu dũa này về làm. Anh chị em là có nhu cầu mua cái đầu dũa này thì gọi số điện thoại ha, 832 216 7717. Thấy không, thấy tình yêu làm rất là lẹ không, bào chút xíu là xong. Một móng nó dài thòn lòn như vậy mà mình bào chút xíu. Thấy không, phá rất là đã. Hello Panama. Hỏi gì? Galileo gì đó không biết. Không biết nữa, sao nhớ, đâu có nhớ tên. Thì em vẫn làm được mà em, móng đó em móng ngắn cỡ nào em làm ombre cũng được hết á, không có nào mà làm không được. Tại vì cái móng dài thì thấy nó đẹp hơn thôi, còn cái móng ngắn mình vẫn làm ombre được mà Duy Tùng. Thấy anh làm không? Một bộ móng dài mà anh phao rất là lẹ luôn à. Làm mỏng màu không được tự nhiên là sao anh không hiểu. Em nói cách như thế nào thì mình làm ăn thua mình cách mình làm thôi. Sao nó không tự nhiên được. Bào nó xuống nè, thấy không? Hôm nay chắc anh em rất là bận ha. Thứ bảy tình yêu làm con khách này xong nữa rồi đi về rồi. Làm móng mà phần ombre nó không được tự nhiên là sao anh không hiểu. Anh không hiểu em nói sao mà không hiểu cái vấn đề đó. Ở đâu mà mưa em? What time is it on the clock? Khỏe
em khỏe. Tommy khỏe. Tommy bảo sao em khỏe không? Tính nha, tối nay đi nhậu với anh nha, tính nha. Chỗ Lê Hệ Thánh Màu ở Missouri á ha em. Đang ở Missouri hả? Ủa trên nó mưa ha em? Trời ơi, Missouri năm nào đi Thánh Mẫu cũng bị mưa hết ha. Mưa anh em ăn nhậu tối đa luôn, karaoke suốt ngày. You wanna show this? Mm-hmm. Okay, you wanna cut that a little bit? Right. Okay, see, mình phủi cái tay khách xuống trước, bụi quá. Okay. Rồi phủi xuống đi, phủi xuống là mình rửa nhám. Ok, bây giờ mình chạy với nhám ha, mình làm xong rồi giờ mình chạy với nhám nè. But how long you want to sort it? How long? Probably to like a little bit. Yeah. A little more, right there. Okay. Vừa ăn vừa no, vừa kê, nhớ dũa nhám ha, dũa nhám nè. Đó, mình mua cái đầu dũa mình phá bột rất là lẹ nha, 5 phút là mình có được bộ phiêu là mình làm lại rồi, thấy không? Tại vì móng nó dài vậy mà mình dũa có 5 phút là xong. Nó mua cái đầu dũa về xài nha. Hello, hello.
Hello anh Nguyễn. Nhớ mình mài trong này với nhám á, mình chỉ nhà mài trong này thôi, mình đừng có được giũa hết cái móng làm cái gì. Sơ sơ thôi ha. Đó, sơ sơ thôi. Giũa nhám trong này nè, quan trọng là ở trong này nó có độ nhám nè, để nó ăn cái bột phiêu nè. Còn ở ngoài này bảo đảm là nó ăn rồi, tại vì món này món nhựa mà nó ăn đó. Ok, xong rồi. Trước khi mình làm phiêu á, mình phải lấy cái xếp lại nha. Nhớ mình làm phiêu á, mình phải lấy cái xếp lại nha cả nhà. Mình lấy cái xếp nó lại để cho nó nhỏ lại mình mới làm đẹp được nha. Ok, mình vuỡ lại cái xếp này giống như mình đắp làm coffin vậy đó. Đó, vuỡ lại. Vuỡ lại cho nó nhỏ. Cái gì mình cũng phải vuỡ xếp trước ha. Tại vì mình vuỡ xếp trước á, để làm chi cho nó khỏe, tí nữa mình đắp bột lên mình không có vũa mệt, mình không có cực, tại vì giờ mình bào mỏng xuống rồi mình vũa lại nó khỏe hơn. Ok, nhớ không? Đó, mình vũa lại, thấy không, vũa cái xếp lại, thấy chưa? Here you go. Umbrown, yeah, umbrown. Umbrown, you want umbrown? Yeah. Say umbrown kìa, khói không? Umbrown luôn á. Vừa xếp lại ha, vừa xếp lại cho nó đẹp. See? Chào chào Lộc Phan. It's as all a quest work the ever. Oh. Yeah, I do the hot chair too. Sometimes I do the hot chair too. Just sometimes, not all the time, because of my customer just want the quilts only. They don't want to gel a lot because they say the gel easy work it. Nhớ mình vuỗ mình để cái tay cho thẳng nha, để tay cho thẳng để mình lấy cái xếp cho nó đều nha. Ok, đó, thấy cái xếp khi mình cắt đó, nó bự nè, ha, mình vuỗ lại là nó nhỏ, tại vì nó vuỗ như vậy nó dễ để chi, để khi mình đắp bột lên nó dễ vuỗ lại, chứ mình bỏ bột lên nó dày cui rồi mình vuỗ lại nó lâu lắm, nó mệt lắm, nó dày quá mình vuỗ nó cực, cho nên mình phải vuỗ cái xếp trước nha. Đó, thấy không, dù có xếp chút xíu à là nó ra cái coffin rồi, nhưng mà phải để cái tay nó thẳng nha, nhớ mình để cái tay nó thẳng cho nó thẳng nè, thấy không, để mình lấy cái xếp nó mới chuẩn được.
nhớ là mình vũa từ khúc này mình vũa ra thôi nha, mình đừng có vũa, mình vũa cho mày nó ăn vô móng á, là cái đó nó không có gì trong đó đâu vũa. Rút, rút. Cái nó bị gãy, nó vũa nó gãy nè. Thì mình lấy, mình vũa nó ra luôn, rồi mình lấy cái tip mới, mình gắn cái món mới. At why, it's me, Stacy. I'll be home in a minute. All right, bye. Don't do that again. Ngón tay khách cong á em vũa cong, em đừng có vũa ở trong nhiều, em dùng đặt ở cái vũa ở dưới, em vũa cái vũa ở dưới nó mới quất, chứ em để thẳng nó không có ăn ở dưới đâu nha. Thì cái móng tay nó cong á, cho nên mình đừng có đặt thẳng, mà mình đặt cái vũa làm ở dưới này nè. Ok, hay like my body streets are full. Ok, xong. Giờ mình làm ha. Làm phiêu màu khác. Cách nó làm phiêu màu khác là mình phải làm vậy nha. Bỏ tên Rimer. Đó là cách fill của mình nha. Đó là mình làm, mình vũa xong mình fill. Fill lại màu khác. Ok, mình đắp cái màu mới, màu hot chili. This is màu hot chili ha. Anh tình yêu ngày nào cũng làm có mệt không? Ồ, mệt chứ em, mệt chứ, làm cũng mệt chứ, nhưng mà tại vì mình yêu thích nghề thì với lại mình cũng muốn kiếm tiền thì phải làm thôi, chứ giờ biết làm gì giờ, không làm nail không biết làm gì hết. Ok, nhớ là màu này màu hot chili ha. Bỏ lên đây. Just get your drink and go sit over there. Sit right there behind me.
nhớ đập mỏng nó ra nè, mỏng á, nó mỏng ha. Chơi vậy? Đợi chút. Không thấy rõ hả? Thấy không rõ. Thấy không rõ hả? Dâm ra chút ha. Ok, it's good. Thấy không? Khi mình làm xong mình phải chỉnh. Đó, mình chỉnh mấy cái chỗ này cho nó đẹp, cho nó thon vô nè, thấy không? Thấy không? Thấy nó thon vô không? Ok, đó. Vuốt từ từ thôi, đừng có gấp, tại vì mình đắp bột, mình gấp á bột nó chảy hết. Đó, vuốt từ từ hai bên vô nè. Vuốt vô ha. Vuốt vô, vuốt vô. Ok. Xong là mình chỉnh đốn vô cho nó ngay, cho nó đẹp. Thấy không? Dạ. 10 ngón tay mình đắp đều giống như nhau hết ha. Ok. À ha, enjoy watching. Thank you. Cục bột mình lấy nè. Mình có lấy nhiều quá ha. Mà cũng được lấy ít quá. Ok. Lấy vừa đủ cái móng. Cái móng làm sao mình cho nó vừa đủ ha. Nhỏ đó vô làm gì vô? Can I help you? I just need to get my... Do you all take the nails off? Take the nail off? Yeah. Ok, tháo ra đi Vũ. Vuốt từ từ. Vuốt từ từ ha, vuốt từ từ, vuốt vô cái móng, đừng có để cho nó đi ra ngoài. Tình yêu vuốt làm từ từ, tại vì mấy cái này mình làm á, một lần một là nó xong. Đừng có làm tới làm lui nữa, tại vì á, mình làm tới làm lui, mình vuốt nó cực lắm. Tại vì dũa nó không có ấy, nó sẽ bị méo. Ok. Hello, hello. Thank you. Ồ, cái này nó mỏng lắm Hiền ơi, nó đâu có dày đâu em. Nó mỏng le. Nó không có dày đâu nha. Để đắp xong cho coi ha. Nó không có dày cái móng đâu em.
Nhưng mà mấy cái móng dài dài này mình phải đắp dày dày một chút, đừng có mỏng quá nó gãy đó, nó gãy còn khổ hơn nữa. Relax. You wanna see too? I see. I know you wanna see your nail too. That's why you had to pull it up. It's hot in here, man. Hot in here? Hey, mở có mở máy lạnh không vậy? Let me see. Hold on. Không gì Hiền Nguyễn là coi cái bóng này nó mỏng nè em, nó không có dày, thấy không, nó mỏng chứ nó không có dày nha Hiền Nguyễn, đừng có đắp dày quá nha. Anh lấy cục bột vừa đủ thôi, anh không có lấy nhiều. Relax, mình đưa nó vô chính giữa. Không bị tù đâu. Lò móng có bị gì? Là sao không hiểu? Bị dày cộm lên lần sau em, anh không hiểu. Nhớ khi mình bỏ bột lên đó, mình để từ từ để cho bột nó hơi khô là mình mới vuốt nha, chứ đừng có vuốt liền, nó còn nhão quá, nó vuốt liền nó chảy hết. Ok, nói gì mà mình không hiểu vậy. No speak today. Yeah, I speak sometime for anybody ask me the question. That's why I see the question I answer for. Uh-huh. You watch my video every day. That's why you know me. I still talking. Nhớ khi mình vuốt vậy á, cho bột nó hơi khô mình vuốt nó mới đẹp được, vuốt nó láng mà nó đều. Ok, nó không có bị lồi lõm. Ok,
tí nó tính cũng được chứ gì tự nhiên quý tính vợ. Nhớ sao mình khi mình đè nó vô á, mình đè cái bột nó gãy vô, nó bị ở chỗ này là mình phải chỉnh lại nha, chỉnh nó lại. Ok. À, lớp ở đầu móng có dày không? Không có dày đâu em ơi. Đây nè. Anh thấy đâu có dày đâu. Đâu có dày đâu em. What you say? You dance with the quilts. I like that. I'm not dance. I just have the tap the powder come down to the tip. They don't last long. They don't chip it up for the. They gone for a long time. That's why always I do that. See tap. Thấy không, khi mình ấy vô là nó không có dày nha, nó không có dày cái móng đâu, nó mỏng lét, là tại cái móng nhìn thấy nó vậy chứ không có dày, nó mỏng lắm nha. Bring my soda. Hey Rachel. Hey. Is y'all still out there? Y'all gonna be out there? Okay. All right, then, Rachel. Then I'm coming. It's gonna I'm be over. 20 more minutes, yeah. Right? All right. Okay. Okay. Bye. Mm-hmm. Bye. Bye. Hunger. Mhm. Something like that. I didn't see you walking this week. No walking for you. Really? Why you have to do that all the time? You always tan for like not relax. I should have waited until Monday. Hmm? I should have waited until Monday to come. Who? Oh. Till Monday what? I have to get my nails done. With your kids, no? Mm-hmm. With your mom? No, with a friend. Oh, with a friend. But they all run up? Hmm? They all run up? Mm-hmm. Ok, giờ mình đắp ombre ha. Ombre aqua blue.
Thế đi. He not stick the ring, he stick the pupil. Was on last piece sign language as he. Oh, okay. Anybody say something bad to me? The chama again? Why do you do nail? And did you learn from me? It just look at the, how I do it. You can learn from how to speak for language too. Hai lần nha, mình đừng có bỏ một lần nha, bỏ một lần nó dày lắm nha. Anh chị em nhớ, tình yêu lúc nào cũng làm hai lần, không bao giờ làm một lần. Ok. Nhớ lúc nào mình cũng phải bỏ cục ombre hai lần ha, mình đừng có bỏ một lần, tại vì bỏ một lần nó dày lắm. Nhớ không? Đó, mình bỏ lần thứ hai là nó sẽ đẹp hơn. Ok, mà nó đều, nó từ trong ra ngoài, chứ nó không có dày. Ok, nhớ là như vậy. Nó không có dày. Nhớ một cục nhỏ trước. Đó, một cục nhỏ trước. Xong rồi mình kéo nhẹ nó xuống liền. Đừng có để nó lấy ha. Mình để nó kéo nhẹ nó xuống liền. Đó, xong mình kéo thêm vài lần nữa cho nó đều. Đó, cho nó đều từ trong ra ngoài. Nó len cái màu ra cái đã. Rồi xong rồi mình mới bỏ một cục thứ hai đó, bỏ cục thứ hai là mình kéo nó đậm cái màu lên thì nó đẹp thôi. Ok, đó, thấy không? Mình đắp mỏng cho nên mình mới khô vờ nổi cái màu. Ok, chứ không thôi mình đắp mà nó dày là nó khô, nó không có khô vờ nổi cái màu đâu. Chứ anh chị em thấy cái làng liền đó. Ok, tình yêu lúc nào cũng lắp mỏng ở trong, mỏng rất là mỏng, cho nên thấy ôm rơi của tình yêu không bao giờ bị thấy cái lằn. Ok, nhớ lấy cục thứ hai nè, mình bỏ lo critical này. Đó, mình quét nhẹ nó xuống này. Là tự động cái màu nó sẽ đậm lên và nó đẹp hơn. Ok, đó, thấy không? Tình, anh chị em coi lại cái móng tay nè, ôm rơi nè, see. Đấy. You welcome, không có chi. Nhớ bỏ cục nhỏ xíu ngay đây trước. Để mình đưa ra ngoài xong mình lấy kéo xuống. Very beautiful. Xong rồi mình làm cái gì? Mình lấy cái cục thứ hai. Mình mới lấy cái cục thứ hai mình làm cho nó đậm lên cái màu. Cái okay, cục thứ hai là mới bỏ lên cuticle, mình lo cái cuticle là nó, rồi mình kéo nhẹ nó xuống một cái, see? Là nó tự động nó đậm lên cái màu nó sẽ đẹp. Ok, đó, làm refill màu khác mà làm ombre màu khác rất là đẹp. Ok. Yep. I'm sure you might like coming in because your nails last long and I don't have to come back until once a month. Hell no, they got 2 months. You're gonna go 2 months? No, just you're gonna get time for 2-4 weeks already. You have to always you come in 2-3 weeks, always you're going for a long time. Always you're going for a long time. Well, I do good, for that's why you last long, you can go a long time. I know that.
thấy không, mình nhớ cái cục đầu tiên thấy nó mờ cái, mà cục thứ hai nó sẽ đẹp, cục thứ hai nó mới đẹp đó, thấy không, nó làm cho cái màu nó đậm lên, nó loan ra nhiều hơn đó, đẹp hơn. Đơn giản thôi, không có gì khó. Nhớ cái màu, ăn thua mình phối màu thôi. Nhất là cái phối màu của mình đó, nó muốn đẹp là cái do cái màu, hai cái màu nó phải hợp với nhau nó mới được. Ok, chứ nhiều có những cái màu nó không có loan ra nhau, nó không có loan nhau đâu. Cho nên mình phải chịu khó mình phối màu á, mình phối màu phải biết cách phối màu thì nó sẽ đẹp nha. Cái quan trọng là nhất là cái phối màu á. Mọi người nhớ là phối màu nó rất là quan trọng, cho nên mình đừng có phối tùm lum màu, cái màu nào nó đẹp mình phải thử trước. Ok, mình phải thử cái màu trước nó mới đẹp được. Ok, giờ mình bỏ cái clear powder lên nè. Ok, nhớ bỏ cái clear powder lên nha, để cover cái màu xanh đó lại, cho không thôi mình vũa nó văng ra hết á. Ok, nè. Clear powder, ok, bỏ lên đây. See, always you have to do that for. Always you need to do that, okay? Anybody? Nhớ mình phải bỏ cái bột lưu lên đây nha. Bỏ trong cuticle, mình kéo xuống thôi. Đó, trong đây nè. Kéo xuống. Thấy không? Nhớ phải bỏ bột lưu nha, đừng bao giờ không bỏ bột lưu. Bỏ bột ly lên đây đó, để cover cái móng này, tí mình vũa nó ra, nó ra nó đẹp, nó không có mắc cái màu xanh của mình thì nó mới đẹp được đó. Thấy không, aqua blue này đi với nhiều màu cũng đẹp lắm nha, màu tím đi cũng được, màu trắng đi cũng được đó, màu đỏ đi cũng màu đỏ đi cũng được nữa, màu đỏ màu cam đi cũng được đó. Xong see. Everybody see. Thấy không? Before you have cái mình lấy cái xếp trước á, mình vũa ít lắm, thấy không? Thấy tình yêu á, lấy cái xếp trước xong mình vũa lại nó ít lắm, thấy không? Hôm nay a lot of people ask me the language English, huh? The question English. Oh.
Just my wife answer for me. She eat in there and she answer English for me. Okay. Yeah. She has answer for the everything for me. I can write it down for. She can write it down and help me do that for everybody question for the the nail. You can finish this? Huh? No, I can't, but because I answer for, she can write it down, but I speak not very well, that's why. She very well. She. Hmm? That's pretty. I just know how to do the job, good job. Màu ombre, màu cam này mà đi với màu trắng cũng đẹp lắm á, màu trắng sữa. It's a white color, it's a white like like white meal something. It's the beauty too, the ombre. I wonder how to the lucky. You see your wife? Yeah, I'm lucky for. She's lucky too. I do the good job too, baby. How do you say that? Why you don't say she lucky? She meet me. Hey, yeah, Malida. How do you say that? Why you don't say she lucky? She love. She have me. Hmm? How you don't say that? I don't speak very well, but I know how to do the job, make the money, baby. You can talk good enough English to make the money right. Yeah. What they say? No, I'm just kidding. Mm-hmm. Yeah, I'm lucky. She take care good for me. Okay. Before you have to file her down and her nail, and you make the clean underneath first. Okay. There. Sorry. Mm-hmm. See, it's a pretty color. Okay. You need to clean. And your real. Who say that? Mm? Behind what? Behind every man is a strong woman. That's true. That's true, right? Yeah, that's true. Yeah.
nghe nói không, người ta nói không, người đàn ông thành công lúc nào cũng có người đàn bà mạnh mẽ sau lưng đó nha. Em mấy ông phải nghe nha, mấy ông phải lắng nghe đó, chứ không thôi là hả, em mu à, tôi mu à. Everybody say đó, tôi mu à. Giỡn là không có được đâu nha. Mấy đem cái chuyện mu ra khè hoài à. Nhớ nha, đừng có làm cho phật lòng mấy mẹ, mấy cô phụ nữ nha. Ok. They say what? Don't tell him what? Yeah? You are a very strong lady. Smart too. Don't tell him. Yeah, she's so smart. Ủa nó làm gì vậy? What do you want to do? No, they're not with me. They're not with me. No, they don't live chung đâu. Oh no. Everybody say something. Let me. Why they don't? Nhớ mình dũa, mình phải banh da, banh thịt nó ra nha. Đừng dũa cho nó đẹp nha. Đừng có để nó cắt đứt tay đứt chân người ta ha. Nhớ, everybody has to push the skin down and the real her nail. Take the machine running. It's not pushing. Don't push it. Don't push, okay? Don't push her nail. Just real for slow. And you need to clean underneath right here, and the come this side too, okay? To make the in the top nail so the skin look natural. See, anybody see I'm do so slow. So slow and better for because the kitty goes so very very be gentle, and after this I will her nail look very very beautiful. The kitty goes for us very clean and looking good. Your son is so handsome.
Yeah, he has some. Look like me. 100% me. He copied me. And handsome too. No, it's on your mat. Only him. Maybe she took me and her. All right. Probably because I'm almost done. Almost done, baby. 5 more minutes. Jesus. See, how much are only for this time? Chị em nhớ dũa từ bên này, dũa hết bên đây nha, nhớ nha, đừng bao giờ dũa một đừng có dũa đây qua tới đây, ngưng phải dũa hết qua bên đây luôn nè, đó đó, phải dũa hết luôn nha. Ok rồi, giờ mình chỉnh lại cái xếp chút xíu thôi là xong. Over here, side, over here. He know. Okay. Bỏ treo. Kitty. She don't want design nothing. She just want like normal. Ombre, that's it. Okay, go wash it. Really nice, thank you for seeing. You're welcome, baby. Looking her nail, okay, not stick, not sting, looking, see, everything look better now, see, không có dày nha chị em, nó không có dày mà cũng không có mỏng, đừng có làm cho nó dày, mà đừng làm cho nó mỏng quá, okay. Can I call you, go ahead, thank you dear. See, it's the pretty now. Okay. Just call me the silver, not the gold. We can
We can, I guess, tell at this color. Yes? Oh, they're so pretty. See? Awesome. Awesome. It's very awesome. Very pretty. Push the oil. Push the oil on her nail. Make her nail pretty. Okay? Right there. Anybody see? Very pretty. Anybody want refill the nail fast? You need to order for this real bit, okay? After like say told nail the Blu-ray blue band. Okay, this hold so fast, it look better. Very pretty. You need to not let's try ready, but don't touch, don't touch, don't touch. Okay, hold on. Anybody see one more time? Like say bye bye. Look at that. Hold on. Look at that together. Right there. Together. Pretty. And I say bye bye. Have a nice weekend, everybody. Thank you. Thank you so much. Bye bye.